tập 9. Nhưng tôi nghĩ Fujita tiên sinh có lẽ sẽ hiểu rõ hơn tôi nguyên nhân chính ẩn sau chuyện này. Thực tế là sơ suất của cuộc tình báo chúng ta không có liên quan gì đến ba toa hàng. Giờ anh nhắc lại chuyện này là muốn tôi kiểm điểm trách nhiệm của cục tình báo Nhật Bản hay sao? Không, bản thân công việc tình báo chính là thật giả lẫn lộn. Không có cục tình báo nào chính xác 100%. Tôi nói việc này ra chỉ là muốn ngài xem xét lại liệu có còn giải pháp nào thỏa đáng hơn hay không. Cậu muốn nói là dựa vào cái đám lưu manh số 76 các cậu là có thể giải quyết mọi chuyện tốt đẹp hơn phải không? Không sai. Bởi vì chỉ có người Trung Quốc mới hiểu rõ người Trung Quốc nhất, cũng chỉ có dân giang hồ mới hiểu rõ những kẻ lưu lạc tứ xứ ở bến Thượng Hải này thôi. Đến ngay cả căn nhà nhỏ ở góc phố hay một công ty không tên tuổi, chủ nhân thật sự của nó rất có thể là người Anh hoặc người Pháp, thậm chí là dân xã hội đen. Hôm nay nếu ngài hồ đồ không rõ mà ra lệnh niêm phong một nhà hàng, ngày mai sẽ có 30 tên giang hồ đứng trước cổng nhà ngài. Điều này là hoàn toàn có thể. Minh tiên sinh tưởng rằng tôi sẽ sợ họ. Ngài đương nhiên là không sợ rồi. Ngài là người nắm quyền lực, trong tay ngài có cả quân đội. Ngài hoàn toàn có thể giết toàn bộ 30 kẻ giang hồ ấy. Nhưng mà sau đó thì sao? Tôi không muốn tiếp tục giả thiết như vậy nữa. Tôi sẽ cho ngài một ví dụ thật. Tháng trước, trong vòng một tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã có hơn 20 đồng sự Trung Nhật bị ám sát dưới tay phần tử kháng Nhật. Mà cục diện nguy hiểm với những tên sát thủ ngang ngược đó là do ai tạo nên? Chính là người của chúng ta. Nói tiếp đi. Lấy mất bát cơm của họ cũng giống như giết chết cha mẹ của họ vậy. Ngài không để ai sống, họ sẽ liều mạng với ngài. Chính sách đàn áp tất nhiên sẽ thực hiện được lợi ích trước mắt, nhưng mà nếu như muốn ổn định lâu dài, lập nên trật tự Đông Á mới, thì chúng ta buộc phải khiến dân chúng nhìn thấy hy vọng được sống. Mà việc này người Nhật không làm được, chỉ có chúng tôi có thể làm được thôi. Sau khi Minh tiên sinh nhậm chức, tôi hy vọng có thể nhìn thấy được kết quả này. Cảm ơn sự khích lệ của Fujita tiên sinh. Trà bích loa xuân năm nay, mời. Alo, trưởng khoa Minamiya. Ngài Fujita, tôi là Minamiya Yoko. Cô nhìn nhận như thế nào về Minh Long tiên sinh, phó chủ nhiệm mới của ban đặc vụ? Ngài Fujita nghi ngờ anh ta hay sao? Không được hỏi lại, nói ý kiến của cô đi. Dân rất lanh lợi, cũng rất chu đáo. Bất luận làm tài chính hay tình báo, anh ta đều không phải là kẻ khờ. Tôi có điều tra hoàn cảnh của anh ta, không phát hiện thấy vấn đề gì hết. Vì vậy thuê hay sao? Nhưng mà dựa vào trực giác của tôi, hoàn cảnh của anh ta tuyệt đối không đơn giản như những gì viết trong hồ sơ. Tôi muốn biết kế hoạch điều tra của cô. Khi nào cần thiết, tôi sẽ dùng cô Lan để điều tra Minh Long. Được, tôi đồng ý với phương án của cô. Lần sau thông báo, tôi hy vọng không chỉ nghe trực giác của cô nữa. Dân
Xuống xe, xuống xe, xuống đi, mau lên. Đừng động vào tôi, mau lên, lắm lời. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Cô nhanh lên đi, gọi lãnh đạo ra đây. Tôi muốn gọi điện thoại. Có gì mà gọi, không biết đây là đâu sao? Bỏ ra, cô gọi điện thoại sao? Dừng tay. Làm gì đấy? Làm gì? Cút. Chị cả, chuyện này là sao vậy? Cậu hỏi bọn họ đi. Tô Châu, đội trưởng đã bắt được một tên bán thuốc nổ. Tiền ở đây. Chủ tiệm đâu? Đang bị nhốt trong kia. Lập tức thẩm vấn người này. Dừng. Đưa chủ tiệm ra đây. Dân quản lý tàn trữ thuốc nổ. Ông muốn làm gì? Quản lý không dám, không dám. Tôi chỉ muốn buôn ít hàng ra chợ đen thôi. Gần đến Tết rồi, bán ít pháo nổ, kiếm chút tiền ăn Tết. Buôn cái con khỉ. Chỉ cần một thùng này là có thể làm đổ cả cây cầu. Nói, Dung làm gì? Nhưng mà điều tôi nói là thật, tôi không dám nói dối. Quản lý, quản lý, tôi được ông ta thuê đến. Ông ta bán thuốc nổ cho. Cho ai? Cho một người khách đến thăm. Lão ta bán mấy lần rồi? Ba lần, không, năm sáu lần rồi. Khách hàng là những ai? Cái này tôi thực sự không biết. Mỗi lần khách hàng đến, ông ta đều cho tôi nghỉ phép. Hai hôm nay lão đồng ý cho mày nghỉ phép hả? Có. Lúc nào? 3 giờ chiều ngày hôm nay à? Ông ấy cho tôi về nhà. Dọn sạch sẽ, đợi người đến. Đội trưởng, vậy hàng đâu? Quy tắc cũ, giao một nửa giữ một nửa. Dừng. Xin lỗi nha, tôi vào nhầm rồi. Tiểu thư, xin hỏi mấy giờ rồi? 2:30 rồi. Tiểu thư đến lấy hàng đúng hay không? Cút đi. Lên, cấm cử động, không được cử động. Nếu không tao bắn. Anh dám nổ súng hay không? Nếu anh dám nổ súng thì bên trên sẽ có người không tha cho anh đâu. Đội trưởng, xem ra người này gan không nhỏ chút nào. Đừng gây ra chuyện. Tôi không cần biết cô là ai. Về số 76 thì tôi sẽ không để mặt đâu. Đưa đi cho tôi. Rõ. Cút đi. Đi. Tôi đến Tô Châu lấy hàng, gặp phải những người của số 76, sau đó bị bắt tới đây. Chuyện gì không biết nữa. Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Chị cả, đừng nóng giận. Đừng nóng giận nữa mà. Các người ai đã bắt chị tôi? Tôi không cần biết các người vì lý do gì. Thả ra cho tôi. Có chuyện gì hãy đến tìm đại ca. Đức chảy chỗ trũng, chúng ta không thể phá hỏng quà khí. Nhanh nhanh nhanh, tháo cổng tay ra cho tôi. Không được. Mau tháo ra đi.
Tôi đã có thể đi được chưa? Đợi một chút chị cả. Chính cậu đã bắt chị tôi. Chúng tôi là thi hành công vụ. A Thành, đừng kích động mà. A Thành, trưởng ban lương, đây là việc còn lại. Ngày hôm nay của ngài đó, ngài tự giải quyết đi. Chị cả, chúng ta đi. Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Có chuyện lớn rồi. Tôi thấy tốt nhất ngài nên phái người đưa họ về. Như thế có lẽ sẽ làm vị đại tiểu thư này nguôi giận đó. Có lý. Có lý đó. A Thành, A Thành, tôi sẽ đích thân đưa chủ tịch Minh về nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói. Tiểu thư bị gài bẫy. Tôi không biết sẽ có người bám theo tiểu thư đến Tô Châu. Tôi đã trừ khử người của chúng ta rồi. Cậu, các cậu dám theo dõi tôi hả? Cậu đã làm gì vậy? Tôi đã dạy cậu chuyện này sao? Xin lỗi chị cả. Xin lỗi phải không? Cảm ơn cậu đã phái người theo dõi tôi. Đến tôi các cậu cũng dám theo dõi. Thì các cậu còn việc gì không dám làm? Trong số 76 muốn lấy hồ sơ của tôi, người ngoài muốn ra tay với người thân của tôi. Cậu không biết sao? Có phải mỗi một bước đi của tôi đều có tai mắt theo dõi? Tôi nói cho cậu biết, chị cả mà xảy ra chuyện gì phải báo cáo với tôi đầu tiên. Cậu bỏ ngoài tai rồi hay sao? Ý em là em theo dõi chị chính là giúp em sao? Chị cảm thấy chị không cần em giúp đỡ hả? Được, được, được. Thì ra tôi phải cảm ơn thủ trưởng Minh. Tôi có thể sống là điều vô cùng may mắn. Chị cả, bọn họ muốn giết chị, thực ra là muốn lấy máu của em đây. Cậu có ý gì chứ? Tôi không hiểu. Đại ca, tiểu thư chỉ là vào nhầm chợ đen thôi. Số 76 có lẽ sẽ không có chứng cứ chính xác. Có lẽ không có. Vậy là có hay không? Tôi, bây giờ có người chĩa súng vào đầu của tôi. Cậu lại nói với tôi là cậu không biết trong súng có đạn hay không hả? Có chứng cứ gì chứ? Không phải tôi chỉ lấy chút hàng thôi sao? Chợ đen gì? Thủ đoạn có 76, các cậu không biết hay sao? Những người làm ăn chân chính đều bị chúng cho là mạo danh phần tử kháng Nhật. Không phải là muốn lấy tiền của người ta hay sao chứ? Chúng muốn trừng trị tôi sẽ không có cái cớ gì đâu. Tôi nói cho các cậu biết, cậu không cần phải trút giận ai. Thành là người 76 bắt tôi, có bản lĩnh thì trút giận vào họ đi. Được, giờ em đến 76 điền đi. Nó định đi đâu? Thiếu gia nói đến số 76 giúp chị hả giận? Cậu còn quỳ ở đó làm cái gì nữa? Mau đứng dậy đi. Thầy tôi đến đó coi chừng nó, đừng có để nó gây ra chuyện gì. Nhanh đi. Đại ca, đại ca, đại ca hả? Đại ca, chuyện ầm ĩ cả rồi, các cậu không cần phải nói dối. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Những điều chúng tôi nói đều là thật. Trưởng ban lương, người của tôi vẫn luôn theo dõi tình hình buôn lậu hàng nóng ở chợ đen. Ông chủ cửa hàng đồ cổ ở Tô Châu đó thực ra chính là người buôn vũ khí. Chỉ là một thùng thuốc nổ thôi mà, anh ta còn có thể lật cả trời đấy. Trưởng ban lương, thùng thuốc nổ đó, tôi hỏi cậu, trong tay của cậu có chứng cứ giao dịch giữa Minh Kính và người chủ đó hay không? Người chưa bị thẩm vấn đã thoát mất rồi. Chỉ cần thẩm vấn vẫn sẽ có chứng cứ. Cậu nghĩ cô ta là ai? Cậu còn muốn điều tra nữa hả? A Thành có thể đưa cô ta đi ra khỏi đây, có thể giữ lại cái mạng cho các cậu. Các cậu nên về nhà thắp hương niệm Phật mới phải. Cũng không nói như vậy được. Anh rể, chúng ta đều làm gì cho người Nhật? Dựa vào cái gì mà người nhà họ Minh lại cao hơn chúng ta? Dưới tay của tôi, sao lại ngu như vậy chứ? Trưởng ban Uông, cô và nhà họ Minh có quan hệ thân thiết, đưa ra ý kiến của cô đi. Việc này tôi không tham dự vào đâu.
Tôi không muốn phải chịu oan ức. Nhưng hãy để tôi điều tra cái giao dịch bị bắt về đây. Tôi có thể bắt hắn mở miệng khai ra. Cô thực sự nghi ngờ Minh Kính? Ban ngày ban mặt, Tô Châu có bao nhiêu cửa hàng? Sao cô ta lại vào đúng cửa hàng đồ cổ buôn lậu vũ khí? Ý cô là đây, đây là không phải tình cờ? Bây giờ tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời, nhưng mà tôi tuyệt đối không tin cô ta là người vô tội. Thủ trưởng Minh, Lương tiên sinh, anh thực biết lối nhân xử thế. Bắt phần tử kháng Nhật, bắt đến cả người nhà của tôi, thu hoạch nhiều quá ha. Anh viết báo cáo chưa? Trong báo cáo viết tôi như thế nào? Anh tưởng rằng có thể hạ tôi thì vị trí này của tôi sẽ là của anh sao? Thủ trưởng Minh nguôi giận đi. Xảy ra chuyện như thế này là chuyện không ai dám nghĩ tới. Đã xảy ra chuyện gì? Về việc của chủ tịch Minh, thực ra chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Vậy bây giờ tôi cầm súng bắn chết anh, có phải là hiểu lầm hay không? Không được cử động, bỏ súng xuống. Sư ca, anh bình tĩnh lại đi. Tôi rất rõ ràng tôi đang làm gì. Dưới tay trưởng ban lương cũng nhiều người quá ha. Nếu ai còn nói số 76, lòng người hỗn loạn, tranh quyền đoạt lợi, tôi cũng không tin. Bỏ xuống. Bỏ súng xuống đi. Thủ trưởng Minh, về ngọn nguồn chuyện này, cơ bản là tôi đã hỏi rõ rồi. Cửa hiệu bán đồ cổ đúng là nơi buôn lậu vũ khí quân sự. Chúng tôi có nhân chứng Trần Lượng. Sau khi họ gài bẫy thành công một tên nghi phạm, họ đã gặp chủ tịch Minh. Chuyện này chính là nước chảy chỗ trũng. Bọn họ có mắt không trồng, đắc tội với chủ tịch Minh rồi. Tôi đã giao trách nhiệm cho họ. Tối hôm nay chợ đen bán vũ khí, thêm cả một nhân chứng chính mắt trông thấy. Mà vừa may nhân chứng này cũng là người của số 76 các ngài luôn. Cốt truyện hay, kế hoạch tốt, tất cả đều phù hợp yêu cầu bắt giữ. Ngoài việc chưa có chứng cứ thôi. Chứng cứ đâu? Số 76 bắt người không cần chứng cứ. Đừng kích động. Thủ trưởng Minh, trưởng ban lương, tôi thấy số 76 các anh không có chứng cứ gì phải không? Dân không có chứng cứ à? Không có chứng cứ là tốt nhất. Gửi tiền an ủi người nhà Trần Vong. Ngài viết báo cáo, tôi phê tiền. Anh rể, câm miệng cho tôi. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ở số 76 gọi tôi là trưởng ban lương. Nói, mua thuốc nổ làm gì? Tôi không biết gì hết. Trên bày là ai? Điểm liên lạc của bọn mày ở đâu? Nói mau. Tôi thực sự không biết. Xem ra không cho mày biết sự lợi hại thì mày không nói rồi đúng không? Đánh cho tao. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi nói. Trưởng ban Uông khai rồi. Nói,
Hắn đưa hàng đến số 3 đường Phi Nhĩ Đức, cửa hàng may Phát Lan Phương. Đó là điểm liên lạc bí mật ở quân thống bên Thượng Hải. Sẽ có người tới nhận thuốc nổ. Lập tức cho người khống chế tiệm may Phát Lan Phương. Tôi vẫn thích tơ tằm hơn, vừa dặn mềm mại, cầu thoáng mát. Giấy tơ tằm còn rất nhẹ nữa. Không ngờ tiểu huynh đệ lại hiểu nghề như vậy. Tiểu thư, rốt cuộc là cô muốn loại giải nào? Loại giải tôi muốn có lẽ sắp được đưa đến rồi. Tôi đến để lấy hàng. Đợi lâu rồi, cuối cùng cô cũng đến. Để các người đợi lâu rồi. Bị mai phục rồi. Người cung cấp hàng bị bắt, không lấy được kiện hàng rồi. Làm sao bây giờ? Không biết. Không lấy được kiện hàng đó, đơn đặt hàng coi như xóa bỏ. Chúng ta chỉ có thể đợi lệnh của cấp trên thôi. Đến một kẻ gian cũng không bắt được, lũ vô dụng. Biến. Vâng. Gọi cô Lan ngay. Số 76 không thể trọng dụng được nữa. Chị. Cà phê đi. Chỗ Minh Đại vẫn ổn chứ? Học hành thế nào rồi? Thằng bé giỏi hơn em nhiều, còn biết phấn đấu, biết không nên làm mấy chức quan không rõ ràng ấy. Vậy thì tốt. Trước khi chị rời khỏi Hồng Kông, có người gửi thư nhờ chuyển cho em đó. Cảm ơn chị cả. Minh Lâu Huynh, cậu cho rằng trong phong thư có gì đó thật sao? Nếu trên thư viết tên người nhận là Huynh, nghĩa là kế hoạch phá hoại chính thức bắt đầu. Nếu viết tên người nhận là Đệ, có nghĩa là tạm dừng tất cả các kế hoạch. Em vẫn chưa mở ra xem mà. Chị không phải là đã thay em mở ra xem rồi hay sao? Em định khoe khoang gì với chị vậy? Khoe thủ đoạn cao minh hay sao? Minh Lâu không dám. Chị cả, lần này chị đến Tô Châu gặp Nguy, em nghĩ việc xảy ra nhất định có nguyên do. Nhưng mà tại sao chị lại xuất hiện ở chỗ những kẻ buôn bán vũ khí? Kể cho em nghe, có gì phải ngại không? Đã vậy rồi, chị sẽ nói thẳng với em luôn. Chị muốn mượn danh nghĩa thủ trưởng binh của em để lên xe Thuận Phong. Chị cả, lần này các nhân vật quan trọng tham gia đại hội hòa bình lần này chính xác là đã ngồi một chuyến xe riêng từ Thượng Hải đến Nam Kinh. Nhưng mà mức độ cảnh vệ của chuyến xe lần này thì đã tăng độ tuyệt mật. Là xe riêng, không phải là đi tàu biển hay sao? Chị xem, công việc bảo mật của chúng em thật chẳng ra gì. Nhưng dù chị đã biết là xe riêng, chị cũng không thể làm gì được đâu. Nói vậy là sao? Trên chuyến xe này, trừ nhân viên tham gia hội nghị hiến binh Nhật Bản và các nhân viên bảo an do đặc công hợp thành,
Đừng nói là một người, đến một con ruồi cũng không bay qua được. Em đang cảnh cáo chị đó hả? Không, là khuyên bảo thôi. Chuyến xe Thuận Phong lần này chị không thể lên được đâu. Chị không cần hỏi nguyên nhân. Đây là câu trả lời cuối cùng của em dành cho chị. Chị chỉ muốn hai tấm vé xe thôi mà. Hai chiếc vé xe đủ để khiến cho em và chị bị đưa lên đoạn đầu đài. Em sợ chị để lộ thì địa vị hiện tại của em sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Không phải sợ chị để lộ, mà là nhất định sẽ bị bại lộ thôi. Cái lưới của em đã trải, các bẫy đã bố trí. Em là người hiểu rõ nhất điểm yếu của nó nằm ở đâu, điểm mạnh của nó nằm ở đâu. Viết diễn văn trên tấm vé xe nào có phải phương án hay? Xem ra chúng ta chẳng có gì quan trọng để tiếp tục nói chuyện với nhau. Gì cả, chúng ta nhất định phải nói tiếp. Còn gì để nói nữa? Em có việc muốn nhờ chị. Xin chị ngồi xuống đi. Chị chỉ là người có lý tưởng, hướng đến tự do, dân chủ bình đẳng, muốn thông qua thủ đoạn của cách mạng để thực hiện được mục đích của mình. Nhưng mà tình hình trước mắt không cho phép chị hành động sốc nổi như thế. Em cũng tuyệt đối không thể để chị mạo hiểm được. Rốt cuộc em muốn làm gì đây? Gài thuốc nổ, đánh sập một chiếc xe chứa đầy bọn xâm lược và lũ Hán gian, điều cần thiết là sự bố trí rõ ràng và sáng suốt của người chỉ huy. Hơn nữa tuyệt đối không được mạo hiểm. Em nói vậy là sao? Không phải là em đang bảo vệ chuyến xe cơ mật đó hay sao? Em muốn phá sập nó hả? Chị cả, nói theo nghĩa nhỏ, chúng ta là chị em ruột, nương tựa vào nhau để sống, là người một nhà. Nói theo nghĩa lớn, chúng ta đều là người Trung Quốc, là dân tộc chống Nhật cùng chiến tuyến. Chuyến xe qua Anh Đào này không thể không phát nổ. Trong thời khắc quan trọng này, em cần chị giúp một tay. Nhiệm vụ nguy hiểm lần này chị cứ giao lại cho em xử lý sắp xếp. Trước khi tôi và Nhãn Kính Xa gặp mặt, tổ tình báo đã ngưng lại tất cả các hoạt động. Tôi mong rằng Nhãn Kính Xa có thể cung cấp cho chúng ta thông tin cụ thể về Đại hội Hòa Bình. Chú Lê, kế hoạch phá hoại cuối cùng phải sử dụng số lượng thuốc nổ nhất định. Nhưng mà đừng nói đến thuốc nổ, số lượng đạn của chúng ta cũng cực kỳ có hạn đó. Nếu Nhãn Kính Xà thực sự đã cung cấp cho chúng ta thời gian và địa điểm chuẩn bị, chúng ta lấy đâu ra nhiều thuốc nổ như vậy? Đúng, không có bột làm sao gột lên hồ. Chế thuốc nổ còn khó khăn hơn cả chế dược phẩm. Tôi nghĩ rằng có lẽ Nhãn Kính Xà có thể cung cấp cho chúng ta nguồn cung hàng hóa. Nói đi, cần chị giúp gì? Em cần có thuốc nổ. Em nói sao? Em muốn chị cả giúp em cung cấp thuốc nổ. Em không thấy quan đường hay sao? Chính phủ Trùng Khánh của em phải tiết kiệm cả mấy đồng quân phí. Tình hình hiện tại rất khẩn cấp, chúng em không thể vận chuyển thuốc nổ qua đây được. Mặc dù em là nhân vật chủ chốt trong tân chính phủ, nhưng mà bất luận em có to gan cỡ nào hay là có ý đồ mua vũ khí đạn dược tích trữ riêng, đều dễ bị các phe phái chú ý đến. Em không dám khinh suất. Chỉ có một nguồn có thể lấy được thuốc nổ, nhưng không phải ở Thượng Hải này đâu. Em biết, mỏ khoáng sản ở nhà. Đúng, nhưng số thuốc nổ đó đều dùng để khai thác mỏ. Mỗi cân đều do chính phủ lập hồ sơ đăng ký. Sử dụng bao nhiêu đều có người giám sát và ghi chép lại. Nếu có thể dùng vào việc riêng tư thì cũng không dám mạo hiểm chạy đến chợ đen đâu. Chị cả, việc thế này sau này chị có thể bàn bạc với em. Đừng tự ý hành động.
Vừa nãy em còn nói rằng em không có cách nào, nhưng chị tìm em thương lượng thì có tác dụng gì đâu. Việc khác thì em không có cách, còn những việc văn thư trong chính phủ, chẳng lẽ em lại không có cách? Số lượng thuốc nổ dùng để khai khoáng rốt cuộc là bao nhiêu? Ở chỗ của em chỉ là sửa một con số là xong. Dặn dò A Thành làm thành hai văn thư là được rồi. Chỉ cần gì phải khổ sở chạy đến chợ đen? Em đó, chị đúng là phải vui mừng vì em là em trai của chị. Để đến nước này, em cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không phải hôm nay người em phái đến lấy vũ khí và chị cũng bị bắt, em quả thật đã không biết chị đã làm gì. Chị cả, em đại diện chính phủ Trùng Khánh, cảm ơn chị. Đây là chìa khóa dự bị của nhà kho mỏ khai thác. Em sắp xếp cho A Thành đến lấy đi. Cầm lấy. Mau chóng chuẩn bị máy phát thanh, tôi cần liên lạc. Bây giờ không được, phải đợi đến 2 giờ sáng. Nhất định phải liên lạc ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi không lấy được thuốc nổ. Trạm dệt may xảy ra chuyện rồi. Đúng, bây giờ thuốc nổ không lấy được. Nhiệm vụ đánh sập tàu hỏa chúng ta không thể hoàn thành được. Không lấy giấy tàu được thật hay sao? Không lấy được. Vậy người bên em làm sao vào đó được? Chị cả, chị cứ ngồi xuống đi. Chị cả, em chỉ phụ trách cung cấp đường xe chạy, thời gian sẽ bắt đầu chuyển bánh và khi đến trạm. Những công việc khác không phải là điều em nên hỏi, cũng là những điều mà em không nên biết. Vậy thì được, chị cũng cần một chuyến xe có lộ trình và thời gian như vậy. Điều này em sẽ không từ chối chị chứ? Đương nhiên. Tiểu đệ vui vẻ chấp nhận. Em đúng là có lòng. Em đã thay chị suy nghĩ chu đáo cả rồi. Em đúng là chu đáo thật. Chị cả, chị sao vậy? Cha trước lúc lâm chung để giữ chặt tay chị mà nói, Minh Lâu phải giao cho con chăm sóc. Con phải giúp em học hành chăm chỉ để sau này trở thành một học giả thuần túy. Chị đã đồng ý với cha. Vậy mà rốt cuộc chị đã nuốt lời. Chị cả, chị yên tâm đi. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, em sẽ quay lại Paris dạy học, trở lại là chính mình, làm đúng bổn phận của một học giả chân chính. Kết hôn sinh con, sống thật tốt. Em đảm bảo với chị, chỉ cần em còn sống, em nhất định phải sống. Từ sau trước mặt chị, không được nói những lời như thế. Nghe rõ chưa? Nhưng Minh Lâu à, em chọn lựa cho mình con đường này, vì nước nhà mà hy sinh tất cả. Chị cả rất vui lòng thanh thản, nhưng tại sao em lại không thể ở lại Trùng Khánh? Cho dù là làm một chức quan cho chính phủ quốc dân, hoặc là nhập ngũ luôn đi. Dựa vào năng lực của em, nhất định sẽ là một sĩ quan xuất sắc. Tại sao lại phải chạy đến Thượng Hải này, trà trộn vào giữa đám người Ung Tinh Vệ và người Nhật Bản?
Em có biết đó là việc nguy hiểm thế nào không? Chị cả, Minh gia chúng ta ở Thượng Hải cũng xem là danh gia dòng tộc. Em là biết làm kinh tế, vị trí của em chẳng có ai thay thế được đâu. Thêm vào đó em có quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao của Tân chính phủ, chẳng có ai có thể phù hợp với việc này hơn em. Đây không là lựa chọn của em, mà còn là sự sắp xếp của chính phủ Trùng Khánh. Đương nhiên em biết rằng việc này vô vàn nguy hiểm, nhưng những công việc này dù sao cũng phải có người nhận làm, không phải sao chị? Chị đơn độc một mình chẳng sợ gì, sản nghiệp của Minh gia chẳng có ai kế tục thì cũng chẳng sao. Nếu ngộ nhỡ em có bệnh hệ gì, huyết thống của Minh gia chẳng phải sẽ đứt đoạn hay sao? Chị cả, điều nãy còn không cho em nói câu đó mà, vậy mà chị lại tự nói ra rồi. Thời thế loạn lạc này, sống với chết, ai dám nói trước điều gì đâu. Em nói trước được không? Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ tự bảo vệ mình, cũng sẽ bảo vệ an toàn cho chị. Thế nào rồi? Thời gian quá cấp bách, không kịp thông báo cho Độc Hiếp. Lúc tôi phát tin, bọn họ đã xuất phát đến tiệm dịch giải rồi. Người của chúng ta không sao, tất cả đã thoát khỏi nguy hiểm. Lần sau báo cáo, cậu có thể nói luôn kết quả được hay không? Vâng. Quyết định hôm nay của tôi, cậu không hiểu lắm đúng không? Tôi vốn dĩ không nên chất vấn đại ca, nhưng mà với tư cách là cấp dưới, ý kiến của tôi là với tính cách của chị cả, nếu biết quá nhiều e là sẽ có nguy hiểm đó. Chẳng còn cách nào khác, đã tổn thất một nguồn hàng, lại mất thêm một điểm liên lạc, trong thời gian ngắn chỉ có chị cả mới có thể kiếm được nhiều thuốc nổ. Không nói rõ với chị ấy biết, liệu chị ấy có đồng ý không? Chị ấy trách mắng anh sao? Trách mắng là đương nhiên, nhưng mắng tôi một trận cũng tốt, như vậy trong lòng tôi còn dễ chịu một chút. Tôi đã ở nước ngoài bao nhiêu năm, thậm chí bây giờ đã về đến Thượng Hải, cũng chẳng thể khiến chị ấy an tâm chút nào hết. Còn phải nhìn chị ấy tham gia vào công việc đấu tranh tàn khốc. Trong cái nhà này, người tôi cảm thấy có lỗi nhất là chị ấy. Đại ca, anh yên tâm đi, tôi sẽ phái thêm người bảo vệ chị cả. Phát tin cho Độc Hiếp đi, khách hàng gửi gọi nước trái cây đổi lại thành thuốc lá, ngày kia lấy hàng. Thuốc lá, xưởng thuốc lá. Ông đây một nhát bắn chết mày. Mày có dám bóp cò, cấp trên có người sẽ không tha cho mày. Bất kể mày là ai, để vào số 76, tao sẽ cho mày mở mắt ra. Đưa đi. Thế là xong rồi. Xong rồi à? Như vậy có thể nhìn ra cái gì? Như vậy có thể nói gì chứ? Lũ có mắt không trồng kia, quân ăn hại kia, chỉ giỏi gây chuyện thôi. Báo cáo, lúc tôi ở hiện trường còn có một câu
Vừa nãy quên chưa nói. Nói. Lúc đó tôi đã nói với đội trưởng Trần, vì đại tỷ ấy đâu có dễ lai lịch không vừa đâu, đừng có gây chuyện. Cậu nói vậy hay sao? Coi như cũng nhanh nhẹn đó. Từ sau cậu sẽ là đội trưởng của đội hành động số 2. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình đền đáp ân tình của trưởng băng lương. Được rồi. Đã điều tra ra được gì chưa? Vẫn chưa. Nói nhảm. Buôn bán hàng cấm mà để cậu tra sổ sách phát hiện ra thì còn cái quái gì là chợ đen? Chủ tiệm đâu? Bị đội trưởng Trần bắn chết rồi. Được lắm. Các cậu được lắm luôn đó. Cái nơi này toàn những kẻ chết dẫm, việc gì cũng chối sạch trách nhiệm. Hàng quá lấy được đâu rồi? Quy định cũ, giao cho cấp trên một nửa, chúng ta giữ lại một nửa. Anh rể à, trưởng băng lương, thủ trưởng Minh đã chịu chút oan ức, nhưng bên chúng ta cũng đã mất đi một đội trưởng hành động. Như vậy hai bên cũng hòa nhau rồi mà. Cậu hiểu cái gì chứ? Hắn ta là ai? Tôi là ai? Việc này có thể làm hòa được sao? Nếu xảy ra chuyện gì thì vẫn là tôi phải thu dọn bãi chiến trường cho các cậu đó. Chuẩn bị xe. Dân. Mời vào. A Thành đang bận hay sao? Shut